Rồi, ok, hello anh em. Ngày hôm nay chủ nhật tôi ở nhà đang phơi quần áo, cũng chả có cái việc gì. Đang ở nhà phơi quần áo tự nhiên có một cái việc này khá là vui vui, thành ra làm cái clip với anh em cho nó vui. Nên trong quá trình phơi quần áo thì mình nhận ra là nhà coi như là hết sạch, coi như là cái cặp quần áo ấy, cặp phơi là tôi mới mò ra cái thùng để lấy cái mắt áo với lại cái cặp này này, lấy ra thì mới phát hiện ra là có một cái thứ cực kỳ là ngon nghẻ đang nằm ở trong này, không, tôi không ngờ lại vứt ở trong này. Cũng có lẽ là cái thứ đồ đó nằm ở trong này có khi là phải lên đến vài năm, có khi phải lên 4-5 năm nằm trong cái đống đồ này rồi. Đây, hơi tối thành ra là anh em hơi khó nhìn, nhưng mà anh em có thể nhìn thấy đây cái màu đen đen và có một cái màu bạc bạc trắng trắng ở đây đây đây. Tôi lấy ra cho anh em xem nó là cái gì. Thực ra nó nằm trong cái nhà tôi hiện ở trên gác thượng là hay để những cái có mấy cái thùng này, mấy cái thùng chứa những cái đồ gọi là để từ lâu rồi, đồ để từ rất là lâu rồi mà không ngờ dùng đến cả hôm nay. Không ngờ là hóa ra nó nằm ở đây. Vâng. Đây. Ui giời ơi. Đây là cái Xbox 360 mà tôi mua từ cách đây có lẽ là được bỏ cái rẻ ra cho đỡ bẩn. Mà tôi mua có lẽ là cũng cách đây có khi là phải đến Xbox 360 là nếu mà tôi nhớ không nhầm là cách đây cũng phải tầm chục năm rồi đấy, cũng phải chục năm rồi. Đấy, tôi nhớ tôi mua cách con này là cái phiên bản con này là cái phiên bản sau rồi. Con này là cái phiên bản Xbox sau rồi, Xbox 360 sau rồi chứ không phải cái phiên bản đầu tiên. Tôi nhớ là con này tôi mua cách đây độ khoảng tầm 8 năm thì phải, 7 hoặc là 8 năm gì đấy. Sau đấy thì mang về mua nhưng mà sau đấy thì mải chơi PS3 quá. Thế con này gần như là không đụng đến. Con này tôi nhớ ngày xưa tôi mua là như là bản bản Asia thì phải. Bản Asia. Bụi đóng đầy ra rồi này. Cũng cũng may là để ở trong cái thùng đấy thì nó cũng không bị bụi nhiều. Nó chỉ bị khớ khớ thôi. Đây anh em có thể thấy là cái phiên bản Xbox. Lâu lắm rồi không nhớ nữa. Đây Xbox đây, phiên bản này phải là Asia. Thực ra thì nếu mà anh em biết thì từ cái thời Xbox 360 nó vẫn còn phân chia theo khu vực mà. Nó vẫn còn phân chia theo khu vực đấy, là Xbox là phải chơi đúng ở cái đĩa ở cái khu vực đấy thì mới chơi được. Nhưng còn nếu mà khác khu vực thì sẽ không chơi được. Ok. Đây là jack cắm HDMI này, jack cắm dây mạng này, jack cắm nguồn ở đây này. Bình thường chúng ta dùng thì chúng ta dựng đứng nó lên như thế này. Đây là cái cổng để ấn bảng nó ra đĩa này. Đúng rồi, còn cái đèn này lên khởi động này. Ngày xưa nó có một cái lỗi là lỗi màn hình, lỗi đèn xanh đấy. Red ring đấy. Rồi okay, bây giờ tôi sẽ mang xuống tôi bật thử xem là hàng của Microsoft như thế nào. Em nó có bền hay không? Nghe anh em nhá. Mang xuống bật thử phát xem sao, 5 năm rồi không bật. Để xem tình hình nó như nào nhá. Rồi ok, tôi mang xuống rồi đây. Nhưng mà mang xuống dưới này tôi mình nhớ ra là mẹ đéo thấy cái nguồn đâu. Không biết là cái nguồn của cái Xbox 360 này nó phải có một cái bộ nguồn cơ. Tôi vừa tìm ở trên trên cái thùng kia, lục tung cả cái thùng kia lên rồi mà không thấy cái nguồn đâu cả. Thành ra là vác tạm xuống dưới này đi tìm xem nó không biết là cái nguồn nó để ở chỗ nào, khổ lắm. Để đâu? Không biết được cái nguồn. Không có. Xem tủ rồi. Toàn đồ nó nhắn linh tinh. À, đây rồi. Đây. Ngon. Đây rồi. Đây, thử cho mẹ này.
Chuẩn đấy anh em ạ. Chuẩn cơm mẹ nấu rồi đấy. Ngon. Mày quá thì cháu nào mày. Nó ra là cái nguồn. Máy thì ném ở trên kia, còn nguồn thì ném vào trong ngăn kéo đây anh em ạ. Thật vãi cả xít. Ở nhà tôi thật đấy anh em là tôi hay có cái tính vứt bừa. Đấy anh em nhìn cái bàn coi như là livestream của tôi thì anh em biết nó rất là bừa bộn. Thành ra là người nhà tôi thì hay có cái thói quen tôi cứ vứt bừa bộn là hôm sau thế nào cũng sẽ bị dồn vào trong mấy cái bịch, mấy cái thùng. Không biết là nhà anh em có hay bị thì không. Em nào? Microsoft chuẩn rồi. AC adapter. Ngon. Very ngon. Chuẩn cơm mẹ nấu rồi. Rồi anh em ạ. Vậy là chúng ta đã có thêm cái cục này rồi. Bây giờ tôi sẽ thử bật cái máy lên xem liệu có bật được hay không. ZDMI thì tôi có rồi. Sẽ cắm ZDMI vào cái máy này. Tay. Đây. Cái kéo này có cái tay đây. Ôi. Tay. Đây chính là tay không dây của con Xbox 360 này. Nhưng mà nếu tôi không nhầm nó lại đéo có pin. Con này nó lại phải có cái khẩu pin tiểu cơ. Nên là tôi sẽ cắm thử cái tay Xbox 360 có dây này vào xem mà nó có nhận hay không. Hy vọng nó cũng sẽ nhận. Bởi là cùng là hàng của Microsoft thôi mà. Xem nó có nhận hay không. Nguồn xong đây, xong HDMI xong rồi ok. Nên tôi sẽ kê, tôi bật thử xem nào anh em nhé. Rồi ok, mọi thứ đã xong. Hổ tôi bắt đầu lắp ghép vào rồi đấy. Đầu tiên là cái sạc cắm vào đằng sau này rồi này. Thứ hai là tôi cũng đã cắm dây HDMI từ màn hình, cái màn hình màu trắng LG này vào đây. Và một cái dây mạng nữa. Bây giờ chúng ta sẽ, nói thật là tôi chưa hề ấn vào cái nút này. Và chúng ta sẽ thử ấn vào cái nút này, cái nút tròn đằng dưới này xem là cái con Xbox 360 sau 5 năm để trong thùng thì nó sẽ thế nào, nó có chạy được hay không. Tôi cũng rất hồi hộp vì nói thật là nếu mà con này mà chạy được thì tôi sẽ mang ra TTG Shop mua vài cái đĩa mang ra TTG Shop để ở cái màn hình ở ngoài đấy cho anh em ngồi chơi đấy cho vui. Anh em có đến shop anh em ngồi chơi thì chơi cho nó vui. Để tôi xem nào. Chuẩn bị anh em nhé. Tôi cùng xem là hàng Microsoft, hàng của Microsoft có chạy được hay không sau 5 năm để ở trong cái thùng. 1 2 ấn. Đèn xanh rồi. Đèn xanh rồi. Chúng ta cùng đợi cái màn hình kia xem nó có lên hay không. Lên rồi, vâng. Quá tuyệt vời. Woo. Nói thật với anh em mà tôi cũng không ngờ là cái máy để 5 năm nhưng khởi động một phát lên ngay và đèn xanh chứ không hề bị một chút gì là đèn đỏ hay cái gì cả. Thậm chí là khi vừa mới mở Xbox lên nó đã, bởi vì tôi cắm dây mạng vào đây mà. Ô, nó thông báo luôn là có một cái phiên bản update từ Xbox Live. Tôi có muốn apply cái update này hay không? Update ngay. Chúng ta thử, bây giờ tôi sẽ thử tay cầm này xem như nào nhé. Tay cầm này tôi cũng không biết là nó có cắm vào nó có nhận hay không. Hy vọng nó có thể nhận. Nhận rồi, tuyệt vời. Như vậy là tay cầm có dây, chúng ta cắm vào cũng sẽ nhận. Select. Yes, update cho tao đi. Ngon. Ngon. Bản cập nhật lập tức được download đến box clip về. Máy chạy rất êm anh ạ, máy chạy rất êm. Mặc dù hơi bụi bặm bẩn thỉu tí. Nhưng mà chạy rất ngon, có vẻ như nó tạm thời khởi động lại nhưng máy restart lại sau khi update cái phiên bản mới, firmware mới thì phải. Xem tình hình như nào. Lên đi, vào đi. Đừng tắt máy trong khi máy đang update. Bản update có thể sẽ cần. Máy của bạn sẽ restart khi mà quá trình update thành công. Ok. Mày cứ thoải mái mà update đi em. Không ngờ đấy. Ôi chết bố mẹ. Cái đây lại tụt vào người làm nào cho ra rồi. À.
cái chết này, cái chết để lâu quá các bạn, cái lỗ này này, cái lỗ này để lâu quá chắc là khổ, bây giờ nó mất mẹ cả cái lò xo rồi. Cái bên dưới này thì lại rất là ok này, nhưng cái bên trên nó tụt mẹ cả vào rồi, khổ thân em. Anh đã để em phải chịu cái sự khổ sở lâu rồi, khổ thân em. Vút ve mí tí, đã lâu không chăm sóc. Hôm nay anh mới gặp lại em. Thực ra con Xbox này tôi thật với anh em là hồi đấy là tôi mua, là tôi mua hình như không phải là tôi mua mới mà tôi mua cũ thì phải. Nói thật là bây giờ tôi không nhớ là tôi mua của ai ở đâu đấy, mà chắc chắn là tôi không mua ở mới rồi. Tôi nhớ là tôi không mua mới. Tôi nhớ là tôi không mua mới mà tôi mua cũ thôi thì phải. Hồi đấy là mua con này xong là mua cả PS3 luôn. Thì tôi nhớ là hồi đấy là PS3 nó có con God of War. Thì hồi đấy toàn chiến God of War thôi. Nó bỏ qua con này. Rồi về sau cũng về sau là đúng rồi, về sau là hình như nó còn cái vụ đĩa nữa, phải là đĩa Asia thì mới chơi được. Thành ra là đúng rồi, phải là đĩa Asia thì mới chơi được. Đây rồi. Máy đã khởi động xong. Tôi sẽ thử xem như thế nào. Anh em có thể đấy đây. Playo 1 game đây. Danh sách game. Game My game. Bombay Man Leap. Game gì này? Đây chắc là mấy game miễn phí à? Toy Box 1 cưng đi chứ, khó đấy chứ, đùa đâu. Đây tôi có thể mở được cái, tôi có thể ra lệnh cho mở cái Xbox 360 này từ trên này được này, tôi ấn thử nhé. Ui, thấy không, tắt đèn, nhưng mà không có đĩa, đĩa bây giờ không biết ở đâu rồi, còn lâu chơi lại nhé. Ui, tắt đèn. Tuy nhiên là rất khổ sở là yêu có đĩa và khốn khổ thân tôi. My game xem có thử chơi được cái trò nào không. Bomberman Leap. Cái này chơi gì đéo nè. À có trò Acid này này. Thử cái trò Acid này xem. Ngon. Chơi luôn, ngon, ngon. Tuyệt vời em yêu của anh. Tuyệt vời. Ngon. Vâng. Chọn bàn chơi. Game này chắc là nó thuộc cái online là nó nằm chỗ cứng rồi nhở. Tôi cũng nhớ thật với anh em, nhớ luôn. Này, di chuyển đánh nhau thoải mái rồi này. Di chuyển thử xem sao. Đấy, sử dụng D-pad. À, dùng D-pad để di chuyển. Ngon. Game theo kiểu AKD 2D rồi. Nhưng mà khá là ngon nghẻ. Rồi, như vậy là em Xbox 360 của tôi đó hoạt động ok. Có lẽ là tôi sẽ mang ra ngoài TTG Shop để ở đây. Anh em nào mà có đến TTG Shop mua hàng hoặc là có muốn chơi thì anh em có thể chơi. Hoặc là lúc nào rảnh rỗi tôi ra shop mà không có trò gì tôi có ngay để tôi chơi. Nhà bây giờ phải đi tìm đĩa cho con này. Tìm lại cái đĩa hệ Asia. Tôi nhớ là phải là đúng hệ. Nhớ máy này là đúng hệ. Ngày xưa tôi không chơi được phải là đĩa phải đúng hệ. Nhớ lâu lắm rồi. Rồi. Rồi đây anh em ạ. Rất cảm ơn anh em theo dõi. Đã đi hết cái clip vào vật này. Hàng Microsoft sau 5 năm vứt chẳng vứt chơ, lôi ra vô động tốt, bật phát lên ngay, không hề có dấu hiệu là cũng là ngang với lại hàng Nhật Bản, đùa đó. Bẩn. Rồi, bye bye game.